他女儿今年20岁。 Lesson 5. Her daughter is 20 years old this year. 课文1 Text 1. 你家有几口人？我家有3口人。 New words. 家有口。 Hậu, nì cha hiểu chí khẩu rấn, nhà bạn có mấy khẩu người, nhĩ gia hữu kỷ khẩu nhân. Của cha hiểu san khẩu rấn, nhà tôi có 3 khẩu người, ngã gia hữu tam khẩu nhân. Khơ vấn 2 Text 2 Nì nữ 兒幾歲了? 她今年4岁了。 New words. 女儿几岁了？今年。哦，你女儿几岁了？con gái của bạn mấy tuổi rồi? Nhĩ nữ nhi kỷ tuế liễu, tha chín niên sư xuôi lợ. Cô ấy năm nay 4 tuổi rồi, tha kim niên tứ tuế liễu. 课文2 Text 2你女儿几岁了？她今年4岁了。New words 课文3 Text 3李老师多大了？她今年50岁了。她女儿呢？ 他女儿今年20岁。New words. 多大？好，李老师多大了？cô giáo Lý bao nhiêu tuổi rồi? Lý lão sư đa đại liễu. Tha chín niên 50岁了，cô ấy năm nay 50tuổi rồi. Tha kim niên ngũ thập tuế liễu. Tha nữ nhỏ nữa, con gái của cô ấy thì sao? Tha nữ nhi ni, tha nữ ở xin niên 20岁, con gái của cô ấy năm nay 20tuổi rồi. Tha nữ nhi kim niên nhị thập tuế. Ý quân tại xứ chỉ, đại từ nghi vấn chỉ là mấy đúng không ạ? Ý quân tại xứ chỉ dùng lại xuyến luận số lượng là tô sảo, y ban dùng ý xuyến luận 10以下 的数字. Lý rú đại từ nghi vấn chỉ được dùng để hỏi về số lượng, câu trả lời thường là con số dưới 10. Ví dụ y lý hiểu chỉ cờ khăn như lão sư, bạn có mấy giáo viên tiếng Hán? Or Lý lão sư cha hiểu chỉ khẩu rấn, nhà cô Lý thì có mấy khẩu người? San lý nữ ở chỉ xuôi là con gái của bạn thì mấy tuổi rồi? Phải ý này là sử dụng các số dưới 100 thì ta có số 1 đến số 9 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 là 10 đúng không? 19, 19, 20, 20, 23, 20 san. Cái ghép này rất là giống tiếng Việt. 30 san sứ, 40 là sử sứ. Nhiều bạn đọc chữ số 4 hay đọc thành sứ, ta lưu ý nha, đọc là sử sứ. Sử là 4, sứ mới là 10, chứ không đọc là chúng ta đọc số 4 đi số 10 thôi. 50, 50 56, 56, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 88, 83, 90, 90, 99, 99. Lơ, biểu biên hóa, trợ từ biểu thị sự thay đổi của lơ, lơ là rồi. Lơ dùng ý truy mộ, biểu sự biên hóa, của xin chính khoảng tới chú xẻn, lý rú. Lơ được dùng ở cuối câu để chỉ sự thay đổi hoặc sự xuất hiện của một tình huống mới. Ví dụ y Lý lão sư chín niên 50岁 là cô giáo Lý thì năm nay 50 tuổi rồi. San của phấn hiệu tên nữ ở chín niên 4岁 là con gái của bạn tôi thì năm nay 4 tuổi rồi. San nếu nữ ở chỉ xuôi là con gái của bạn thì năm nay mấy tuổi rồi? tua cha tạ biểu示疑问，câu hỏi dùng từ tua tạ. Tua tạ在句中表示疑问，用于询问年龄，例如tua tạ được dùng để hỏi tuổi, ví dụ như là nì tua tạ lợ, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nì nỉ ở chín nén tua tạ lợ, con gái của bạn năm nay mấy tuổi rồi? San, Lý lão sư tua tạ lợ, cô giáo Lý bao nhiêu tuổi rồi? Căn cứ thực tế tình huống hồi đáp vấn đề. Nì gia dầu chí khẩu rấn, nhà bạn có mấy khẩu người? Nì chín nén tua tạ lợ, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? San, Nì tớ khăn Lý lão sư chín nén tua tạ lợ, giáo viên tiếng Hán của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sư, Nì tớ Trung Quốc phóng nhiều cha dầu chí khẩu rấn, nhà người bạn Trung Quốc của bạn thì có mấy khẩu người? Nì tớ Trung Quốc phóng nhiều chín nén tua tạ lợ, bạn Trung Quốc của bạn thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 听录音并跟读，注意有一、无一时发音的区别。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the pronunciations of the finals with 啊、呀、耶、凹、腰、欧、幽、安、烟、昂、央、翁、雍。Lan đọc lại nào. Yin bình cân đủ. Chú ý, yếu u, wu u, phát yin shi de khu biệt. Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the pronunciations of the finals with and without u. A, wa, ai. Y, A, V, An, Wan, N, Wen, Ang, Wang, Ng, Wang. 听录音并跟读，注意有吁、无吁发音时的区别。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the pronunciations of the finals with and without u. 约、安、渊。恩、晕。送气音和不送气音发音的区别。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the aspirated and undaspirated initials. 波、坡、的、特。哥、科、鸡、七、滋、呲、知、吃。听录音并跟读，注意声母发音的区别。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the initials. 棒、胖、肚、兔、狗、口、鸡、七、字、次、桌。车， Còn dễ dễ là ông nội, nải nải bà nội, papa là bố, mama là mẹ, cưa cửa là anh trai, chìa chìa chị gái, tì tì em trai, mây mây em gái. Nị trai hiểu chí khẩu rấn là nhà bạn có mấy khẩu người, của trai hiểu nhà tôi có chẳng hạn là sư khẩu rấn chẳng hạn 4 khẩu người. Ta có nỉ, nỉ papa, nỉ mama, chi nén tua tạ, tức là những cái người này thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi, của papa, của mama, chi nén. Đấy, như là tôi năm nay 30 tuổi chẳng hạn, của chi nén sang 10 tuổi. 女儿今年20岁. Lesson 5. Her daughter is 20 years old this year. 1. 听力 1. Listening 第一部分 Part 1 第1到4题 词或短语 判断对错 Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如 Example 很高兴 Very happy 看电影 To see a movie 1. 女儿 Nói đi Hảo ơi. Câu 1 là nủy ó. Nghĩa là? Nghĩa là con gái á. Ừ, đúng hay sai? Đáp án là sai ạ. Thế đáp án là sai là tiếng Trung là gì? Sai là gì? Là án sứ chua lợ. Ghi vào Hảo nhá. Bài nào thầy cũng nói rồi sao không để ý gì cả thế? Vâng ạ. 75岁 75岁 Câu thứ hai là 75岁 ạ thầy. Cái này là Thảo làm bài chưa em? Thôi cứ luận ra rồi thế. Em vừa đọc câu 2 thầy thấy. Thì dịch nữa là cái gì? Là không nói đáp án đúng hay sai thôi, em cứ rậm ra rậm rờ đi vào đi tiến đi lui rồi sao? 75 tuổi rồi, ngồi chờ em nói là sao Hảo ơi? Mệt cái Hảo quá. Còn đấy không em? Con ạ thầy ơi. Thế phải nói đi, sao không nói gì cả. Em nói lên câu thứ 3 nhé thầy nhé. Làm bài tập thì tập trung vào chứ. 五口人 câu thứ 3 là 五口人 á, là 5 người. Đúng. Là có 5 thành viên đấy thầy. 4. Ừ đúng rồi. Đáp án là gì? Thầy ơi, em không biết sai nói như nào thầy ạ. Đây là đúng. Ta sư tuây lợ. Đôi một lần luôn. Ghi nó vào rồi ôi, bảo ghi nó vào em cứ làm sao đấy. Ghi có mỗi cái chữ tá an sư tuây, tá an sư chua từ bé đến lớn, từ bài 1 đến bài 5 thầy nói lần nào thầy cũng nói. Bài nào cũng nói, em học cái gì đây? Nào, làm cẩn thận câu này thế nào? 40岁 40岁 câu này là tá sư xuôi là tá an sư xuôi lơ. Em đọc lại số 40 nào. Đọc sai hết rồi. Nghĩa là gì? Là 40 ạ thầy. 40 tuổi. 40 tuổi. Em có nhìn được cái màn hình thầy chia sẻ không? Có ạ. Thế sao không đọc được? Kiểu gì ấy? Rồi tiếp, bạn tiếp theo nào, Khánh nào. 李 nào. 第二部分 Part 2第5到8题，听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 5 to 8. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example 你好 How do you do? 你好，很高兴认识你。 How do you do? Nice to meet you. 5. 你女儿今年几岁了？她今年5岁了。 5. 你女儿今年几岁了？她今年5岁了。 5. 你女儿今年几岁了？ Con gái của bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Tha chín niên 5 tuổi lơ. Cô ấy năm nay 5 tuổi. Tha an sư y. Đá an. Đá an. 6. 你们的汉语老师今年多大了？他今年33岁了。 6. 你们的汉语老师今年多大了？他今年33岁了。 6. 你们的汉语老师今年多大了？Thầy giáo tiếng Hàn của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tha chiên liến sang sử sang xuê lợ. Thầy ấy năm nay 33 tuổi rồi. Tá an sư đi. 7. 你家有几口人？我家有6口人。 7. 你家有几口人？我家有6口人。7. 你家有几口人？ Nhà bạn có mấy người? 我家有6口人。 Nhà tôi có 6 người. Tá an sư A. 8. 您今年多大了？我今年80岁了。 8. 您今年多大了？我今年80岁了。您今年多大了？ Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 我今年80岁了。 Ông tôi năm nay 80 tuổi rồi. 答案是 B。 第3部分。好。到12题。 听句子，回答问题。Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如 ，Example. 下午我去商店，我想买一些水果。I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 她下午去哪里？ Where is she going this afternoon? 怎么thế? Vẫn ồn à thầy? Cái này là em. 9. 李老师的女儿今年4岁了。 谁今年4岁了？ 9. 李老师的女儿今年4岁了。谁今年4岁了？ Vâng. Lý lão sư tôi nữ á chi nén sư xuê lợ. Con gái của giáo viên Lý năm nay 4 tuổi. Sấy chi nén sư Schreier, ai năm nay 4 tuổi? Tá an sư Si ạ. Lý lão sư tư Nủy Á, con gái của giáo viên Lý ạ. Của cô Lý cũng được. 10. 他是我的汉语老师，他今年45岁。我的汉语老师今年多大？ 10. 他是我的汉语老师，他今年45岁。我的汉语老师今年多大？ 他是我的汉语老师，他今年45岁。Anh ấy là giáo viên tiếng Trung của tôi. Anh ấy năm nay 45 tuổi. Của tôi khăn người lão sư chi nén tua ta. Giáo viên của tôi năm nay bao nhiêu tuổi? Đã an sư đi sư sứ ngủ xoay 45 tuổi ạ. 11. 他是我的中国朋友，他家有3口人。谁家有3口人？ 11. 他是我的中国朋友，他家有3口人。谁家有3口人？ 他是我的中国朋友，他家有3口人。 Anh ấy là bạn Trung Quốc của tôi, nhà anh ấy có 3 người. Sấy cha dậu san khẩu rấn, nhà ai có 3 người? Tá an sư bi, của tôi Trung Quốc bằng yêu cha, nhà người bạn Trung Quốc của tôi. 12. 他叫大卫，他是美国学生，他今年22岁。大卫今年多大？ 12. 他叫大卫，他是美国学生，他今年22岁。大卫今年多大？ 他叫大卫，他是美国学生。他叫大卫。他叫大卫，卫还卫啊？对，卫有卫。他叫大卫，他是美国学生。他今年22岁。 Anh ấy tên là David, anh ấy là học sinh Mỹ, anh ấy năm nay 22 tuổi. Ta vậy, xin nén tua ta. David năm nay bao nhiêu tuổi? Ta an sư si. A sư ao suy, 22 tuổi ạ. Rồi, thế nào? Đọc nhanh lên chút nữa nha, nghe nhá. Rồi. Rồi, Toàn ạ, làm phần tiếp nào. Như Tú này. Em không cũng... Sao không có gì? Không có phần ghi âm trước à? Em tự đọc ạ. Em đọc đi, đọc số 18. Vâng. Không hiểu làm gì có ghi âm nữa chứ. 18 phần 18. Nỉ cha hiểu 9 khẩu rấn là nhà của bạn có mấy khẩu nhân? Khẩu người. Cái đáp án là tá sư y ạ, là của cha hiểu 4 khẩu rấn là nhà của tôi có 4 khẩu nhân. Đây, 4 khẩu người. Câu 19. À, khẩu người. Câu 19. Lý lão sư tơ nghỉ ở chỉ xoay lơ, tức là con gái của cô giáo Lý bao nhiêu tuổi? Nối với mấy tuổi rồi? Ta a sư a là tha chi nghiến sư xoay lơ là cô ấy năm nay 7 tuổi rồi. Câu 20 là Tha sư là sư ma, là cô ấy là giáo viên phải, à anh ấy là giáo viên phải không? Đáp án sư bi là bố sư tha sư xuế sân tha chi miến o sứ di xuôi, là không phải, anh ấy là học sinh, anh ấy năm nay 21 tuổi. Câu 21 nỉ chi miến tua ta lờ, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đáp án sư đi của chi miến san sư pa xuôi lờ, tôi năm nay 38 tuổi rồi. Câu 22 ASA, đọc một số bằng tiếng Trung nhé. Vâng, ở ASA Nì tơ han ngữ lão sư nà của rấn, sư nà của rấn. Nì tơ han ngữ lão sư sư nà của rấn, giáo viên tiếng Trung của bạn là người nước nào? Đá an sư si tha sư Trung của rấn, anh ấy là người Trung Quốc. Đúng không? À sư san của tơ chồng của phấn yêu, đọc sát mic của em mà đọc sai rồi, của tơ Trung của phấn yêu, của tơ Trung của phấn yêu cha dầu san khẩu rấn. Ta an sư y tá an, ai sư tá an nghĩa là gì? Tá an sư y ở nhà bạn Trung Quốc của tôi có 3 khẩu người. Ai sư si, ai sư sư, em cứ nói như tiếng Nhật đấy. Ai sư sư, à sư sư, ai đâu mà ai, ghi nó vào. Nì mân lão sư chinh niên tôi ta, giáo viên của các bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Tạ an sư ai, ai sư rồi, khổ quá. Sư ủ, sư ủ, sư ủ, không phải ai sư, em nói cái tiếng gì em ghi là sư, sư ủ, là ghi bằng tiếng Việt thì cũng được, đọc được chứ chả cứ bịa đặt đọc thế thì chả hiểu em nói gì đâu. Sư ủ nói lại thế nào? Sư ủ của sư mấy của rấn, của sư xuyến sân, của sư dụ suy, sư chiểu, của sư chiểu. Sao nói đi. Tôi là người Mỹ, tôi là học sinh, tôi năm nay tôi 19 tuổi. Tạ an sư si. Sư liêu nỉ cha hiểu em cái đỡ âm này đến mệt, đọc là sư liêu, cứ ai sư một lúc em đọc là ai sư lúc lại là ai sư liêu, sư liêu sư liêu, sửa một lần đến sửa lắm đến sửa đến 10 lần nó không đọc được cái kiểu gì. Em ghi bằng tiếng Việt mà cũng không chịu ghi nữa thì thầy đấy chả biết làm nói với em kiểu gì bây giờ. Có ghi đâu mà bài tập em làm em cũng chỉ có viết sơ sài, cũng có cái phần đấy em chẳng ghi âm viết cho thầy ạ. Em chưa gửi ạ? Em đã gửi đâu. Em cứ học thế này thì làm sao mà nó giỏi được? Học giỏi kiểu gì? Giỏi bằng phương pháp gì? Cân độ vân à? Mình phải làm bài đi chứ. Rồi đọc lại nào. Nỉ cha dầu chi khẩu rấn, chí khẩu rấn, nhà anh có mấy người? Tạ an sư bi. Làm tiếp câu 27 không thầy? Có. Sư chỉ. Tạ an sư sửa được em rồi, không sửa được em là không sửa được. Riêng em là cái từ này không sửa được, em về em tự sửa nhá. Nghe mệt lắm. Anh nó vào rồi tự sửa đi. Một lúc em lại là ai sư, một lúc em lại là ai sư. Rồi đọc đi. Mày có thể đọc 27 được, đừng đọc thế nghe nó buồn cười, nghe nó chả giống tiếng gì cả. Tha sư nà của rấn, anh ấy là người nước nào? Rồi. Cái đọc này thì chả sai gì cả. Một lúc mới đầu là ai sư đấy. Thôi đọc đi. 28, 我今年 20岁. 我今年 29岁. 你呢? Tôi năm nay 29 tuổi. Còn bạn? Tạ An Sư F. 29. Chưa sư nỉ núi ở ma. Ní, đây là con gái. Chưa sư ní núi ở ma. Ní núi ở ma. Đây là con gái của bạn Hà. Tạ An Sư S. 30. Tha sư của tớ hào phấn yêu. Tha chín niên san sư. Tha chín niên. San sư suy lơ. San sư suy lơ. Anh ấy là bạn tốt của tôi. Anh ấy năm nay 30 tuổi. Tạ An Sư Di. Rồi. Hết ạ. Nói tiếng Trung như nói tiếng Nhật. Rồi, phần ngữ âm của chúng ta nào. 3. Ngữ音. 3. Pronunciation. 第一部分. Part 1. 第1到8题. 听录音, 选择听到的音节. Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the syllables you hear. 一 量 2 红 3 懂 4 难 5 孙 6 黄 7 赏 8 葱 有 sư nán nam 5 sun tôn 6 xuân tôn 6. Thế rồi em ghi phát liêu hoáng hoàng vàng chi cảng thưởng thức ba trung thông thủ hành ít gì nha, đọc là sớm sung. Part 2. 第9到16题. Phần này có hai cái ảnh nhé. Questions 9 to 16. Listen to the recording and mark the word without a retroflex final in each group. 9 A 男孩 B 东边 C 小人书 10 A 小碗儿 B 旁边儿 C 见面 11 A 着急 B 小鸡儿 C 小猫 12 A 玩意儿 B 找茬儿 C 找钱 13 A. Y chuan. Đó, đọc theo đi, các bạn trực tiếp trả lời đọc theo rồi cả. Phà chi. C. Sổ chuan. Cảnh, đọc đi. 14. A. Y điểm. B. 5 điểm. C. 一会儿。 15. A. 立夏 B. 一下 C. 打盹儿 16. A. 饺子馅儿 B. 饺子皮儿 C. 毛皮 Đó, Lan nào. Thầy đợi em một tí. Chiều A. Nán hái Nam hài nhi con trai B. Tung biên Đông biên phía đông C. Xẻo xẻo rấn sụ tiểu nhân thư nhi sách trẻ sứ A. Xéo quản tiểu uyển nhi cái bát B. Tháng biên bàng biên nhi bên cạnh C. Chiên miên kiến diện gặp mặt sứ Y. Cháo A. Cháo trí chứ cấp vội vàng B. Xẻo chi ủa? Không, cái xẻo chi này không có đấy thầy. Sang slide bên cạnh thầy gửi hai cái đấy. Vâng. Cái bên dưới cũng không có. Thầy gửi một cái slide nữa em mở ra là thấy. Em gửi cái em vào cái thứ hai của thầy gửi rồi nhưng mà nó không có cái xẻo chi này. Đúng rồi, xẻo chi là tiểu kê nhi, con gà. Vâng. Cái bên cạnh có đấy. Vâng ạ. Xẻo mao, si xẻo mao, tiểu miêu nhi con mèo ạ. Sữa quán y, ngoan ý nhi trò đùa. Đi chảo trá. Cái chữ chảo trá này lại không có thì ạ. Chảo trá không có nghĩa. Vâng ạ. Si chảo chén, chảo tiền, trả lại tiền lẻ. Sứ san A. Y chuyên nhất khuyên nhi một vòng đi. Pha chi phát cát búi tóc si sầu choan thủ quyên nhi khăn tay sứ sư A. Y tiện nhất điểm nhi một chút B. Ngũ điểm 5 giờ C. Ý khuây nhất hội nhi một lát sứ ủ ly xạ lập hạ vào hè B. Ý xạ nhất hạ nhi một lát C. tá tuẩn đã đôn nhi ngủ gật ạ. Sứ liêu như bị khuất đúng không? Vẫn còn 16 à thầy? 16 khuất ạ. Khuất ạ, thôi bỏ. Em đọc. Em đọc trên này nhé thầy. Em đọc thôi. Nhưng mà cái này em thấy đọc khó đọc lắm thầy ạ. Chảo chữ xèo. Chảo chữ xèo. Chảo chữ phí là cái nhân bánh chảo nhân bánh dẻo à? Chảo chứ em cho hỏi chảo rồi. Một loại bánh cổ truyền của Trung Quốc ăn vào ngày lễ ngày Tết. Bi chảo chữ phí Cái vỏ bánh trèo. Tí là bì, là vỏ bánh trèo. Si máu phí là lông mao, lông da. Máu là lông, phí là bì là da. Thì các từ mới này người ta về nhớ viết mỗi chữ một dòng và tập viết cho nó thuộc các từ này nhá. Rất là nhiều từ. Đấy, sức lưu ý. Tí liệu cửa của Hội Xua Khan Nhủy. Bài số 6, tôi biết nói tiếng Hán. Ngã hội thuyết, Hán ngữ. Sân xứ là từ mới, sinh từ. Trải xuế xẻo, tại học hiệu là ở trường. Trải xuế xẻo. Rồi, ta có từ y, ta có từ khuẩy, âm tiếng Việt là hội, là biết nhưng mà phải học. Thì chữ khuẩy bên trên ta có từ rấn là nhân, là người. Dưới thì có từ yến là vân, là mây. Đây là từ khuẩy là biết thì phải học. Cái từ biết mà không cần phải học thì là chữ nào? Là từ chư tỏ. Chư tỏ việc là chi đạo, là biết nhưng không cần phải học. Thì từ chư trước là có từ bộ, chữ này đọc là sử, là bộ thỉ, nó về mũi tên, sau có bộ khẩu. Còn từ tỏ, từ tảo là đạo, thì bên trên từ tảo nó có từ sẩu là thủ, trong từ sẩu tu là thủ đô. Thì thủ là đứng đầu, thủ là đứng đầu, sẩu tu là thủ đô. Tiếp đến là bộ quay xước, đọc là chủa. Bộ quay xước đó là chủa, nó về bước xa, bước dài. Còn trong từ từ tu là đô, thì đằng trước là có từ chửa là giả, nó về người. Bên phải là có từ phủ là bộ ấp, nó về gò ấp đô thị. Bộ ấp nó về gò ấp đô thị, đọc là phủ. Tiếp theo ta có của Hội Xua Khan Nhủy của Xuế Y Nhén Lợ. Tôi biết nói tiếng Hán và tôi đã học một năm nay rồi. Ngã hội thuyết Hán ngữ, ngã học nhất niên liễu. Là trải xuế xẻo, sấy tâu chư tảo tha. Trải xuế xẻo cái là ở trường. Ở trường này thì ai cũng đều biết tới cô ấy. Trải xuế xẻo, sấy tâu chư tảo tha. Tại học hiệu, thùy đô chi đạo tha. Từ số 2, ta có từ xua. Xua âm tiếng Việt là thuyết, là nói. Thì chữ xua trước có bộ ngôn, nói về ngôn ngữ. Khi viết trong phồn thể thì viết thành chữ yén. Đó. Cái này chấm phẩy bên trên là chữ viết là chữ bát đấy, là chữ ta, là chữ bát. Nhưng mà khi chuyển sang phồn thể thì viết thành chữ bát này, còn giản thể thì viết chữ bát xoay ngược lại để cho nó đẹp. Dưới thì tiếng phồn thể với giản thể thì giống nhau, rồi có chữ sung là huynh. Trong từ sung trảo âm tiếng Việt là huynh trưởng, nên là anh cả huynh trưởng, sung trảo. Thì chữ trảng là trưởng, ta viết như thế này. Phồn thể với giản thể viết khác nhau. Sung ta ghép với từ tỷ là đệ, là em, ta có sung tỷ, âm tiếng Việt là huynh đệ, nghĩa là anh em. Của Phú Khuẩy Xua Y Ngủy. Khuẩy là biết, thì không biết thì nói là Phú Khuẩy. Của Phú Khuẩy Xua Y Ngủy, tức là tôi không biết nói tiếng Anh. Ngã hội bất thuyết Anh ngữ. Thì chữ in là anh, trên đó có chữ chảo. Bộ thảo đầu đó là chảo, chờ cho hỏi chảo cho nó chảo. Là thảo, là bộ thảo đầu, nó về cây cỏ hoa lá. Dưới đây có từ giang là ương, trong từ trung giang là trung ương, là đứng đầu gọi là trung giang. Trung giang là trung ương, ta lưu ý điều này. Rồi, tiếp theo ta có từ mama là mẹ. Từ mama thì trước ta có bộ nữ đọc là nủy, đúng không? Đằng sau ta có từ mã là con ngựa. Thì từ mama là từ phiên âm từ tiếng Anh sang, hoặc từ thuần tiếng Trung họ gọi mẹ gọi là mủ chin. Mủ chin là mẫu thân, nghĩa là người mẹ, mủ chin. Thì chữ chin viết phồn thể là thêm chữ chèn là kiến ở đằng sau nữa. Từ chữ kiện, chữ chèn là phồn thể phía sau chữ chin giản thể này là mủ chin. Thì bố ta gọi là phủ chin. Phụ chin là phụ thân, là người bố. Thì ta ghép từ phụ với từ mủ, nó có phụ mủ, phụ mẫu, nghĩa là bố mẹ. Đấy. Chin kết hợp với từ rấn là có chin rấn là thân nhân, nghĩa là người thân. Từ chin là thân, bên trên có từ lỉ là lập, là đứng. Dưới từ lỉ là có bộ mộc, nó về cây gỗ. Bộ mộc nó về cây gỗ nhá. Rồi, từ thứ tư ta có từ trải, âm tiếng Việt là thái, là thức ăn. Trải thì trải là thức ăn, ta có câu là Trung Quốc trải khấn hiểu miếng. Miếng là danh, hiểu miếng là hữu danh, nghĩa là nổi tiếng. Thì khấn hiểu miếng là rất là hữu danh, nghĩa là rất là nổi tiếng. Trung Quốc trải khấn hiểu miếng là món ăn Trung Quốc rất là nổi tiếng. Trung Quốc trải là cụm danh từ, đến khi dịch ngược lại là món ăn Trung Quốc. Trung Quốc thái hấn hữu danh là tha khuây chủa Trung Quốc trải. Chủa là động từ làm, tha khuây chủa Trung Quốc trải là cô ấy biết làm món ăn Trung Quốc. Tha hội tố Trung Quốc thái, tha khuây chủa Trung Quốc trải. Thì từ trải bên trên nó có nét ngang phẩy phẩy là bộ thảo đầu, đọc là chảo, nó về cây cỏ hoa lá. Dưới nó có chữ chảo, nên là con lưỡi nhé, chữ chảo nó về móng vuốt. Chảo. Còn từ chủa là làm, trước là bộ nhân đứng, sau là chữ Củ là cổ, chữ củ thực chất là trên là chữ thập rồi là bộ khẩu, từ củ là cổ, trong từ củ rấn là cổ nhân là người xưa. Xong rồi bên phải của nó ta có từ thu là bộ phốc, nó về khẽ đánh đọc là thu. Ta lưu ý các chữ này. Họ tiêu ủ mà nhiều khẩn, âm Việt là hấn là rất, úa khẩn máng, tôi rất là bận, âm Việt là ngã hấn mang. Thì từ máng với ta có bộ tâm đứng, bộ tâm đứng đọc là xin, xin là tâm, nó về trái tim, bộ tâm đứng. Sau đó có từ hoáng là vong, là mất, hoáng là vong, là mất. Tiếp theo khảo trư, âm Việt là hảo ngật, nghĩa là ngon, ăn cảm thấy ngon, nó gọi là khảo trư. Tha chua tơ trải, khấn khảo trư thì cụm từ tha chua tơ trải là một cụm danh từ. Và khi cụm danh từ thì sẽ có kết cấu định ngữ và từ trung tâm. Định ngữ đặt trước từ trung tâm, tô sức cho từ trung tâm, tô sức nghĩa là bổ nghĩa, bổ sung ý nghĩa đấy, gọi là tô sức. Tô sức cho từ trung tâm tạo thành cụm danh từ. Định ngữ kết hợp với từ trung tâm thì giữa thường hay có trợ từ tơ. Nhưng mà đối với trường hợp mà định ngữ là kết cấu chủ vị, tức là chủ ngữ và một cái động từ gì đó thì bắt buộc phải có trợ từ tơ. Trong trường hợp này là bắt buộc có trợ từ tơ này, tha chua tơ trải, dịch ngược lại là món ăn mà cô ấy làm. Đấy, chứ không nói là tha chua trải thì là cô ấy làm món ăn rồi, chứ không phải món ăn cô ấy làm nữa. Cái này dần dần mình sẽ quen. Thì tha chua tơ trải khấn khảo trư, tức là món ăn cô ấy làm rất là ngon. Tha tố địch thái hấn hảo ngật. Thì từ trư trước có bộ khẩu phẩy ngang, dưới có từ ỉ là ất, tức là ngôi thứ hai cho can chi. Thì trư là ăn rồi, tức là có từ uống là khưa, thì khảo khưa hảo hát, tức là uống mà cảm thấy ngon gọi là khảo khưa. Thì chưa trúng xuẩy khấn khảo khưa. Loại nước này uống rất là ngon, là giá trùng thủy hấn hảo hát, chữa trúng xuẩy hấn khảo khương. Thì trong chữ phồn thể thì chữ chữa viết khác, từ chủng viết cũng khác. Ta lưu ý từ chủng là nhìn hơi khá là khác nhau. Đợt trước mỗi bộ hòa nó về cây lúa đọc là khứa rồi, nhưng mà bên phải thì chữ phồn thể thì chữ giản thể là chữ trung, còn phồn thể thì là chữ chủng, là trọng, là nặng. Chúng ta đã học các từ này sau. Rồi, thì chi nó có từ chủa với về là tác là làm, là trước có bộ nhân đứng, sau đó có từ củ là bộ cổ về ngày xưa. Ví dụ như câu nói là nhỉ yao chủa khảo rấn, nó có từ yao là phải, cần phải, nhỉ yao chủa khảo rấn tức là bạn phải làm người tốt, những yếu tố hảo nhân. Thì pa là yếu xỉa, xỉa mà Việt là tả, là viết xỉa. Thì chữ xỉa bên trên nó có chữ mién là miên, bộ miên là về mái nhà. Dưới đây có từ ủy là dư là và, dùng trong văn viết. Chữ xỉa với phồn thể viết khá là khác với chữ xỉa giản thể, ta để ý viết chữ xỉa phồn thể nhé. Úa xỉa khan chữ thì tôi viết chữ Hán, ngã tả Hán tự. Thì từ khan là Hán, viết từ phồn thể sang giản thể cũng khá là khác, ta lưu ý từ khan này. Úa xỉa khan chữ. Chữ chiều nó nhiều khan chữ là Hán tự, là chữ Hán. Thì nỉ tơ chữ khấn khảo khan, chữ là tự là chữ, nỉ tơ chữ khấn khảo khan nghĩa là chữ của bạn rất là đẹp, nhĩ đích tự hấn khảo khán. Thì chữ khán là nhìn, trên nó có bộ thủ nó về tay, dưới nó có từ mủ là mục là mắt. Thì để nhớ là từ khán là nhìn, người ta nhớ câu là tay che mắt để nhìn, trên là bộ thủ là tay, dưới là bộ mục là mắt, tay che mắt để nhìn gọi là từ khán. Từ sứ, từ thứ 10 nó có từ chữ là tự là chữ. Thế thì chữ trên nó có chữ mién là miên, nó về mái nhà mình nói lúc nãy rồi. Thế có từ chữ là tử là con trai. Thì tha tơ khan chữ khấn khảo khan, thì khan chữ là Hán tự là chữ Hán. Tha tơ khan chữ khấn khảo khan tức là chữ Hán của anh ấy rất là đẹp. Tha đích Hán tự khấn khảo khan, tha đích Hán tự khấn khảo khan. Tiếp theo sử y thì còn chẩn mơ, bởi vì là chẩm ma là thế nào. Chẩm ma xuân ở của khẩn ai nhỉ, nói thế nào nhỉ, anh rất là yêu em chẳng hạn. Chẩm ma tuyết ni ngã hấn ái nhĩ. Thì chẩm mơ là chất động từ dùng để hỏi về phương thức của động tác. Từ ai viết giản thể phồn thể nó khác nhau một chút, ta để ý nhá. Từ mơ cũng như vậy, từ mơ các bài trước thì đã nói rồi. Thì họ chưa cơ chữ chẩm ma xỉa nợ, cái chữ này thì viết như thế nào nhỉ? Giá cá tự chẩm ma tả ni, chữ này viết như thế nào nhỉ? Chưa cơ chữ chẩm ma xỉa nợ hỏi về cách thức viết từ. Rồi họ sửa họ ta có từ tú, âm Việt là độc là đọc. Từ tú đến trước ta có bộ ngôn, sau đó có từ mãi là bán. Từ tú ấy, phồn thể với giản thể thì là cái kiểu bố trí nó giống nhau. Nếu mà chữ phồn thể ta bỏ bộ ngôn ở trước đi thì vẫn là chữ mãi đấy, là mãi là bán. Thì chữ mãi phồn thể với giản thể vẫn rất là khác nhau, ta để ý cái từ mãi này. Nếu mà bỏ chữ thập ở bên trên giả thể nhá, thì ta có chữ mãi là mua, còn phồn thể là bỏ bộ sĩ đi. Nếu mà ngang móc ở bên trên từ mãi ta bỏ đi thành chữ thấu là đầu, với là cái đầu, đầu người chẳng hạn, nó gọi là rấn thấu hoặc là đứng đầu là thấu. Từ thấu thì phồn thể với giản thể rất là khác nhau. Chính nỉ tú chưa cơ chữ chẳng hạn, là mời bạn đọc cái chữ này thì nghĩ đọc ra cá tự, chính nỉ tú chưa cơ chữ. Cái chỉ đằng trước có bộ ngôn, đằng sau ta có từ chim là thanh, về màu xanh lam hoặc là chim. Rồi bài tập về nhà chúng ta nhớ này, ghi âm toàn bộ cái nội dung phần bài khóa này cho thầy lại nhá, thành một file. Sau đấy ta đọc và dịch, ghi âm toàn bộ phần nội dung sách giáo khoa vào cho thầy, gửi đến một file. Cái thứ ba là ghi âm toàn bộ cái phần đáp án nghe của sách bài tập vào vở. Cái thứ tư là tập viết cái phần đọc hiểu ấy, thì chép lại phần đọc hiểu, sau đó dịch cho bên tiếng Việt bên dưới cho thầy. Bên cạnh đấy thì tất cả các từ mới thì mỗi từ viết một dòng, chụp ảnh gửi đây nhá. Rồi ta nghỉ tới đây ạ. Học nhớ mần trái chuyện. Cả lớp ta nghỉ nhá. Trái chuyện. Nhớ làm bài tập cho thầy. Chào thầy. Chào thầy. Học trái chuyện.